Hello cả nhà, hôm nay thì sẽ chia sẻ cả nhà mình cách đó là trang trí trang Facebook của mình lại nhé. Nếu như các bạn trước giờ là các bạn chưa từng tham gia vào kinh doanh, chưa từng là buôn bán hàng gì cả. Trước giờ là chúng ta chỉ là kết bạn với bạn bè của mình thôi. Và bạn bè của mình là chỉ giới hạn là số lượng là khoảng là 50 người. Mình chỉ xem, trước giờ là mình xem là người nào là quen của mình, là thân của mình, mình mới kết bạn. Còn với những người mà không có quen thì mình không kết bạn, đúng không ạ? Và ngày hôm nay là chúng ta đã chuyển qua kinh doanh online rồi. Thì việc là xây dựng hình ảnh cá nhân trên Facebook rất là quan trọng. Và bạn bè của chúng ta đó là những vị khách hàng của chúng ta sau này. Cho nên là các bạn phải mở rộng mối quan hệ của mình ra nhé. Sau này là tất cả bài đăng của chúng ta là không để chế độ là giới hạn chỉ bạn bè xem được nữa, mà các bạn sẽ để chế độ là công khai lên. Ở đây chỗ này nhé, các bạn không nên để chế độ chủ chỉnh sửa quyền riêng tư ở đây. Đó là ngày xưa là chúng ta chỉ để là bạn bè thôi. Và bây giờ thì các bạn sẽ để chữ là công khai nhé. Là phải để cho tất cả mọi người thấy được bài đăng của mình thì mình mới có thể là tiếp cận được với khách hàng. Và trước tiên để các bạn có thể là thay đổi trang cá nhân của mình thì các bạn sẽ thay đổi đầu tiên đó là hình đại diện của mình. Lúc xưa có thể hình đại diện của mình là một cái hình không có được vui đi, hoặc là hình bông, hình hoa, hình gì đó. Tại hồi đó mình thích hoa thì mình để hoa. Còn bây giờ mình là một người kinh doanh rồi, mình phải để hình của mình. Hình của mình các bạn phải chụp một cách là tươi lên nhé, tươi tắn và cười tươi dễ thương lên. Các bạn có thể là dùng cái phần mềm, cái app mà Utacam. Và dùng cái app Utacam này thì chụp hình rất là đẹp. Các bạn nhớ tắt đi cái chế độ Utacam nhé. Và thứ hai đó là ảnh bìa. Bởi vì các bạn là mới bắt đầu bước sang kinh doanh thì các bạn không cần để những cái hình ảnh là của công ty hoành tráng này kia lên, mà các bạn chỉ cần để hình ảnh cá nhân của mình thôi. Đó là thứ nhất là ảnh cả đại diện. Thứ hai là ảnh bìa nhé. Và tiếp theo là nếu như mà tên của các bạn, ngày xưa là các bạn để tên là giống như là yêu mãi mình anh hoặc là hoa anh đào đó. Còn bây giờ thì các bạn hãy vào chỉnh sửa lại thành tên thật của mình. Các bạn nhớ là để tên thật của mình nhé. Còn với các bạn nếu mà các bạn là tiếng Trung, các bạn là của tiếng Trung, tên các bạn là tiếng Trung thì các bạn hãy mở mặt đóng mặt ra và ghi thêm tên tiếng Việt của mình vào. Ở đây tôi sẽ thao tác cho các bạn xem luôn nhé. Thứ nhất là tên của mình, và thứ hai là mình phải chỉnh sửa trang cá nhân của mình lại. Mình phải để thêm những thông tin cá nhân của mình, mình đã để hết lên đây. Xong rồi là chính ảnh đại diện này, các bạn cũng sẽ để hình ảnh của mình. Ngày hôm nay là chúng ta chưa có công khai mình làm công đông sơn thì các bạn hãy để những hình ảnh cá nhân của mình thôi, mà thể hiện được sự là năng động, vui vẻ của mình. Đó, và tiếp theo thì đây là những cái bức hình mà khi mình được tag tên vào đó thì nó sẽ hiển thị đây là có 5 hay 6 bức hình đây nữa. Và các bạn hãy nhớ là lướt xuống trang Facebook của mình một lượt. Ngày xưa là những người mà tag tên của các bạn vào trang Facebook rất là nhiều, hình thông tin rất là nhiều luôn, các bạn hãy xóa đi nhé. Các bạn hãy xem Facebook của mình, các bạn hãy dọn đi những cái rác không cần thiết, những cái bài đăng nào không cần thiết, những cái hồi xưa là vui buồn cũng đăng Facebook hết á. Còn bây giờ là mình phải xóa đi hết. Mình phải xóa đi hết những thông tin đó. Và bây giờ mình bắt đầu lại một con người mới, một công việc mới. Cho nên các bạn hãy chịu khó lướt xuống Facebook của mình và xóa đi những thông tin không cần thiết. Những bài đăng mà của người khác tag tên vào đó các bạn cũng gỡ xuống đi. Và bắt đầu mình sẽ cài đặt lại nhé. Các bạn sẽ vào chữ menu. Rồi, các bạn sẽ bấm vào chữ là cài đặt quyền riêng tư, chạm vào đây, bấm chữ cài đặt. Rồi ở đây là thông tin cá nhân nhé. Thông tin cá nhân thì các bạn sẽ bấm vào, các bạn chọn chỗ là tên. Đó. Ở đây là tên của các bạn. Ví dụ như ngày xưa là các bạn để tên bông, tên hoa, hoặc là tên biệt danh này kia đó, là các bạn bây giờ sửa lại là tên này, họ này, mình bấm lại. Xong rồi mình bấm là lưu lại. Và thứ hai là nếu như mà các bạn là đang là tên đó là tiếng Trung đó, thì các bạn hãy nhớ chỗ này, các tên khác này, các tên khác đó, cho chạm vào chỗ này nhé. Các bạn thêm biệt danh vào, chạm vào đây đó, các bạn bấm biệt danh của mình vào nhé. Ví dụ như là biệt danh, tại vì các bạn là tên tiếng Trung thì các bạn hãy để biệt danh của bạn là tên tiếng Việt hoặc là tên tiếng Anh, mà các bạn sau này các bạn sẽ lấy biệt danh đó. Ví dụ như là mình lấy là Marie đi, hoặc là các bạn muốn lấy tên mình là tiếng Việt thì của bạn tên gì bạn đánh tên đó, ví dụ là Anh Thư thì mình sẽ đánh là Anh Thư. Rồi mình, các bạn sẽ chép vào chữ này nhé, chép vào chữ là hiển thị ở đầu trang cá nhân. Đó là ở đây là có chế độ là xem trước này, Thư Trần Marie đó. Rồi các bạn bấm chữ lưu thì thông tin này sẽ hiện lại trên đầu trang cá nhân của mình, là mọi người sẽ biết được các bạn tên tiếng Trung và tên tiếng Việt, để khách hàng của mình là khách hàng người Việt mà, cho nên họ sẽ biết được mình là ai đó. Các bạn bấm lưu nhé, như vậy là xong. Và tiếp theo thì địa chỉ email. Địa chỉ email các bạn là nhớ cập nhật địa chỉ email nè, số điện thoại là hãy cập nhật vào luôn nhé. Các bạn hãy cập nhật hết những thông tin của mình thật sự chính xác, để sau này mà lỡ mà Facebook của mình có vấn đề gì đó thì mình có thể là lấy lại được Facebook. Rồi, tiếp tục ở đây thì dòng thời gian và gắn thẻ là lúc trước là Thư cứ hướng dẫn các bạn rồi. Ở đây là Thư chỉ hướng dẫn các bạn là chỗ thông tin cá nhân chỗ đó thôi.
Và bây giờ thì các bạn sẽ thoát ra bên ngoài. Thoát ra bên ngoài nhé. À, chỗ bạn bè, à, còn một chỗ nữa là chỗ cài đặt nè, các bạn vào cài đặt. Các bạn chọn là cài đặt quyền riêng tư. Cài đặt quyền riêng tư chỗ này là danh sách bạn bè của mình đó. Chắc là bài viết trước như là Thư cũng có chia sẻ chỗ này rồi. Ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn này, các bạn nên để chế độ là chỉ mình tôi nhé. Rồi ok. Các bạn thoát ra bên ngoài, các bạn nhìn vào trang cá nhân của mình. Các bạn sẽ thấy chỗ này là chữ là chỉnh sửa trang cá nhân. Chỉnh sửa trang cá nhân nhé, các bạn chạm tay vào đây. Rồi ở đây là mình có thể là chỉnh sửa được này. Thứ nhất là ảnh đại diện nè, thứ hai là ảnh bìa nè, thứ ba là tiểu sử. Các bạn có thể là đánh ra vào đây nhé, bấm vào chữ chỉnh sửa nè. Đó, bấm là chỉnh sửa tiểu sử. Rồi các bạn có thể là viết giới hạn là 101 từ thôi, 101 ký tự. Cho nên các bạn hãy viết cái gì mà ngắn gọn nhất mà thể hiện được cá tính của mình là các bạn viết vào đây. Đó, tiểu sử. Thứ hai là chỗ mà chi tiết này các bạn sẽ bấm vào chỉnh sửa. Các bạn sẽ thêm vào nhé. Đó, các bạn thêm vào là hiện tại là mình đang làm việc tại đào tạo thủ lĩnh kết nối thị trường toàn cầu, đào tạo hệ thống kinh doanh toàn cầu. Đó, các bạn bấm vào chữ chỉnh sửa. Và các bạn bấm vào đây nhé. Bấm vào chữ là thêm nghề nghiệp. Đây, bạn đã làm việc ở đâu? Đây, ví dụ như mình để là CEO Marketing. Chỗ này thì các bạn có thể tham khảo trên các trang Facebook của các lãnh đạo như là lãnh đạo Phương Thấm nè, lãnh đạo Fanny nè, lãnh đạo Cherry nè, lãnh đạo Haley nè. Tất cả các lãnh đạo các bạn cứ lướt qua, các bạn cứ tham khảo. Xong rồi các bạn có thể là mang về ghi trên cái bài viết của mình cho nó thu hút nhất nhé. Ví dụ như mình đã làm marketing chuỗi kinh doanh mới toàn cầu. Ở đây là các bạn nên viết thường nhé, không nên viết hoa hết nha. Viết hoa hết thì bị lỗi đó. Chữ cái đầu tiên viết hoa được rồi. Marketing chuỗi kinh doanh mới toàn cầu. Đấy. À, các bạn đánh nhớ là chú ý là các bạn sẽ đánh đúng chính tả nha. Mình phải đánh đúng chính tả chức vụ. Các bạn có thể để chức vụ cũng được, không cũng không sao cả. Rồi mô tả. Mô tả ở đây thì các bạn có thể là mô tả công việc của mình, còn không thì cứ để trống đó. Rồi tôi làm việc ở đây. Rồi ngày tháng này, ví dụ như tháng 1. Rồi tôi đang làm việc ở đây đúng không? Thành phố Thái Quan. Đây. Rồi các bạn sẽ bấm ra chữ lưu nhé, lưu. Chế độ công khai. Rồi ra đây rồi. Đây, các bạn thấy không ạ? Nếu mà các bạn là check lên phía trước như thế này á thì nó sẽ hiển thị lên trang cá nhân của mình. Còn nếu như mà các bạn không có check lên á thì nó sẽ không có hiển thị nha. Nếu như các bạn check lên nó sẽ hiện, còn nếu các bạn không check thì không hiện lên. Đó là chỗ thêm nghề nghiệp. Rồi các bạn có thể thêm thông tin. Thêm thông tin là mình từng học ở đâu, học vấn nè, các bạn học ở đâu để các bạn sẽ điền lên nhé. Các bấm tiểu là thêm trường trung học này. Là các bạn sẽ bấm lên tên trường này kia của mình sẽ lưu đây. Rồi, thành phố hiện tại, cái viết bên phải đó, bấm vào đây bằng sửa được nè. Đó, bây giờ bạn muốn sửa là mình đang sinh sống tại đâu, bạn bấm vào đây bằng sửa. Rồi quê quán, bấm vào sửa nhé. Đó, xong rồi thì các bạn sẽ bấm lưu lại. Lưu lại đây thì những cái thông tin này nó sẽ hiện lên trên đây, tên trên đây của các bạn nè. Nếu mà các bạn bấm, các bạn đã lưu rồi, mà các bạn chưa có thấy thông tin mình đã lưu lên trên đây á, thì các bạn tiếp tục bấm vào chữ chỉnh sửa nhé. Bấm vào chữ chỉnh sửa rồi các bạn xem. Các bạn xem là mình có bấm thiếu cái dấu chết không? Nếu mà bấm thiếu nó sẽ không hiện lên đâu. Còn nếu mà các bạn bấm cái dấu chết nó sẽ hiện lên hết đấy. Ok. Rồi đầy đủ chỗ đó đúng không ạ? Các bạn kéo xuống tiếp nha. Kéo xuống tiếp chỗ này là chỗ chỉnh sửa về sở thích nè. Các bạn bấm vào chỗ chỉnh sửa là có bao nhiêu sở thích đó thì các bạn cứ bấm vô đây. Ăn uống nghe nhạc này, nó hiển thị lên đây. Các bạn cứ chết vào là hiển thị hết những cái này lên trên trang của mình. Rồi chính ảnh đại diện. Chính ảnh đại diện thì các bạn sẽ chạm tay vào từng ảnh nha. Đó, đây là một đáng chú ý nè, bạn chạm tay vào. Bạn muốn thay đổi đúng không? Bạn bấm vào chữ thay đổi. Rồi bạn chọn một bức hình của mình. Đó, nó sẽ tải lên như thế này. Đó là mình đã thay đổi rồi đúng không ạ? Còn nếu như mình ok rồi đó, đủ chính hình rồi đó thì các bạn sẽ bấm chữ lưu nhé. Và nếu mà không muốn lưu thì các bạn bấm chữ hủy.
À, tại vì hiện tại nếu như các bạn mới có bắt đầu vào kinh doanh á, thì các bạn không nên để hình ảnh của công ty quá nhiều, mà hãy để hình ảnh của bạn, và từ từ khi khoảng một thời gian bạn có kết quả đó, khoảng chừng một tháng, thì sau đó các bạn sẽ thay đổi lại hình ảnh đại diện của mình, thay đổi lại ảnh tiêu biểu của mình là hình ảnh công ty này kia. À, bạn cứ tùy ý mình chọn thôi, làm thế nào để bạn nổi bật bản thân của mình lên là ok. Rồi tiếp tục chỗ này là liên kết, thì các bạn sẽ bấm vào chữ chỉnh sửa nhé. Đây, chỉnh sửa. Ở đây là có thể là liên kết với like này, nó like ID của mình đánh lên này, YouTube này, tên YouTube của mình nè, rồi Instagram này, rồi BZ ID nè, đó, trang web. À, thì ở đây á, chúng ta không có trang web thì các bạn có thể là copy đường link trên Facebook của mình á, đường link những cái bài đăng của mình á đưa lên đây, hoặc là những cái link mà trên mà cái đường link mà quảng cáo của mình đó các bạn cũng có thể đưa lên đây, hoặc là trên Facebook là giới thiệu, trên YouTube á có cái đường link của mình mà giới thiệu về công ty đó, nữa mình sẽ gửi lên cho các bạn trong nhóm có hết á, các bạn sẽ lưu lên đây nhé, các bạn sẽ lưu lên đây là các bạn sẽ thấy được, rồi xong các bạn bấm lưu lại là xong. Ví dụ ở đây sẽ thư cho các bạn xem, đây là đường link mà dẫn tới TikTok của mình bấm vào thì nó sẽ chuyển sang trang TikTok. Đây, mình sẽ ra bên ngoài trang chính nha, các bạn xem nhé. Khi mà mình để những cái thông tin giới thiệu như thế này, khách hàng họ bấm vào đúng không? Họ bấm vào thấy như thế này mà họ bấm vào chữ TikTok này đi. Nó là cái trang Facebook nó sẽ kết nối được với trang TikTok của mình. Nó là mọi người có thể là xem được những video của mình đăng trên TikTok nè. Thứ nhất, thứ hai là đường link. À, đây là đường link mà đăng ký phát quảng cáo của mình nè. Nó mình đưa nguyên cái đường link vào đây. Biết đâu là họ kéo từ trên xuống đó, họ thấy cái đường link này, họ bấm vào, họ đăng ký tìm hiểu mô hình kinh doanh của mình cũng ok đúng không ạ? Đấy. Hoặc là YouTube thì có những cái clip giới thiệu về tập đoàn Đông Sơn của mình đó, các bạn cứ đưa lên đây cho khách hàng họ có bấm vào đâu có để xem được luôn. Đây là YouTube của mình đó, đây là những cái đường link để mình chia sẻ đó, đây là đội ngũ của mình khi Đông Sơn toàn cầu xí nghiệp sở sự nghiệp của Việt Nam của bạn tại quốc tế lĩnh sự phi đây, hoặc là Facebook của mình, đây là Facebook của mình đăng một cái bài đăng đấy, mình đăng một cái video này đi đó, mình đăng lấy đường link mình chia sẻ lên đây, thì các bạn chỉ cần, nếu như các bạn muốn lấy cái đường link thế này á thì các bạn chỉ cần kéo lên trong Facebook của mình đó. Bây giờ các bạn muốn đưa cái đường link của bài này đi thì bạn bấm chữ chia sẻ, là ở đây bấm chữ là tùy chọn khác, mình sẽ bấm vào chữ sao chép là mình đã lấy được cái đường link rồi, các bạn đã lấy được đường link đúng không ạ? Rồi, lấy được đường link xong rồi thì các bạn sẽ vào chữ là chỉnh sửa này, chỉnh sửa chi tiết công khai. À, kéo xuống đây chỗ mà liên kết này, chỉnh sửa này, chỉnh sửa liên kết này, các bạn chạm vào đúng không? Rồi chỗ này là thêm trang web, rồi bạn bấm vào địa chỉ web này, bạn chọn dán ra cái địa chỉ này đấy, thì cái đường link này nó sẽ hiển thị lên đây thôi, bấm chữ lưu là tất cả thông tin này nó sẽ hiển thị lên trang cá nhân của mình. Đó là cách mà chúng ta là trang trí trang cá nhân của mình các bạn nhé. Rồi tiếp tục nữa là khi mà các bạn mới đăng ký, mới tham gia đó, thì các bạn không có đăng quá nhiều hình ảnh về tập đoàn này, về công ty này, về thu nhập của đội ngũ, mà các bạn phải thay đổi từ từ đi, là các bạn sẽ đăng những câu nói hay, những câu nói là truyền cảm hứng để cho người thân bạn bè của mình họ thấy sự thay đổi của mình, họ thấy được sự thay đổi của mình, và mình phải đăng từ từ để cho họ thích nghi. Từ từ khi mà mình đã có và mình sẽ tiếp cận ngầm với khách hàng, đó là bạn sẽ phân vùng khách hàng của mình, như là chiến lược mà 333 đó, là các bạn sẽ xem chiến lược 333 để các bạn biết cách phân vùng khách hàng nhé, và tương tác khách hàng thế nào. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn là thêm cái phần là bây giờ là các bạn là chưa có công khai mình đang kinh doanh online, thì hình đại diện của mình đó là hình chỉ là một người rất là xinh đẹp thôi, cho nên là bạn phải tận dụng ngay thời điểm này, bạn đi kết bạn nhé, kết bạn thật là nhiều vào. Thứ nhất là các bạn sẽ lên Facebook, bạn bấm chữ, ví dụ như bây giờ bạn muốn kết bạn với thị trường ở Hàn Quốc đi, thì bạn sẽ bấm chữ Hàn Quốc lên đây. Đó, bạn bấm chữ tìm kiếm. Ở đây nó sẽ hiển thị lên trang ở trên này, đúng không? Trên tìm kiếm bên trên này sẽ có là bài viết này, mọi người này, nhóm này, ảnh nè. Bạn bấm vào chữ mọi người thì bạn sẽ thấy được ở đây là có rất là nhiều bạn là hiện nay đang ở Hàn Quốc này. Đó là các bạn ấy sẽ có để ở đây, thì bạn bấm vào bạn kết bạn. Đó, kết bạn thôi. Đấy, kết bạn. Đây, xăm Hàn Quốc này. Bạn nên lựa chọn đối tượng mình kết bạn nhé. Đó, bây giờ bạn muốn là phát triển thị trường nữ thì bạn sẽ kết bạn nữ nhiều vào. Những người họ đang kinh doanh online đó là họ có cái tư duy mở rồi. Khi mà mình kết bạn, mình tương tác với họ thì họ rất là dễ đồng ý với mình, và họ có cái tư duy, và mình chia sẻ công việc của mình họ cũng rất là dễ tiếp cận. Còn nếu như bạn muốn phát triển thị trường nam thì bạn hãy kết bạn những người bạn nam. Rồi bạn bấm trở về nhé. Khi bạn kết bạn xong rồi bạn bấm trở về mũi tên này.
và tiếp tục bạn sẽ chọn cái chữ là nhóm. Đó. Ở đây là có bao nhiêu nhóm ở Hàn Quốc, các bạn cứ mời, bạn cứ xin vào thôi. Đó. Đây là mình đã có mặt trong nhóm rồi, những cái chết chết màu xanh này là trong nhóm hết rồi đây. Hình như là nhóm nào mình cũng xin vào. Đó, bây giờ cái này là dấu cộng là chưa nè, mình bấm vào. Đó, mình xin vào nhóm. Đấy, họ sẽ hỏi mình là xin vào nhóm cho mục đích gì, mình sẽ để chữ giao lưu. Gửi, đó, là xong, họ sẽ chấp nhận thôi. Đây, Hàn Quốc, cứ xin vào nhé, cứ vào các nhóm thật là nhiều để mình tương tác trong nhóm. Đây là những khách hàng tiềm năng của mình không đó. Sau này các bạn sẽ tương tác trong nhóm, xem những bài trong nhóm nào mà họ đăng bài á, mà những cái bài mà có nhiều người comment á, thì bạn sẽ phát quảng cáo của mình lên đó, hoặc là bạn comment tương tác lên đó. Đó, bây giờ bạn muốn kết bạn với những bạn họ đang sống ở quốc gia nào, nước nào thì mình cứ tìm như thế này nhé. Đó, cứ tìm từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Campuchia, Pháp, Mỹ, Canada đó. Các bạn cứ tìm xong mà kết bạn vào đây, tất cả những người. Rồi cách thứ hai nữa các bạn có thể kết bạn là các bạn sẽ vào trang cá nhân của bạn bè của mình. Ví dụ như bạn này là bạn kết bạn với Thư đúng không? Đó, mình thấy bạn này để sống ở đâu vậy? À, Johor Bahru. Không biết quốc gia nào. Nhưng mà các bạn cứ xem xuống là danh sách bạn bè của bạn này nhé. Bạn cứ xem danh sách của bạn bè. Nếu như mà khách hàng của mình danh sách bạn bè của họ để ở chế độ công khai thì các bạn sẽ lướt vào xem danh sách bạn bè. Đó, bạn xem người nào là khách hàng tiềm năng của mình, bạn muốn kết bạn với người này thì bạn bấm vào kết bạn thôi. Còn nếu như mà họ danh sách bạn bè của họ cũng để chế độ là ẩn luôn, có nghĩa là mình không có nhìn thấy được danh sách bạn bè của họ, thì các bạn sẽ xuống nhìn xuống dưới này, bạn kéo xuống nha, bạn kéo xuống ở cái trang cá nhân của người ta, bạn xem là những bài mà có chữ thích nào, bạn chạm vào chữ thích nè, bạn mở chữ thích thì bạn sẽ thấy hiển thị lên những người bạn của họ thôi đấy. Rồi bạn muốn kết bạn với người nào thì bạn bấm vào kết bạn thôi. Đó. Thứ hai là bạn có thể bấm vào chữ thích là bạn thấy đúng không? Thứ ba là các bạn có thể nhìn vào những cái comment, bạn xem những cái comment của họ là tương tác đó, bạn cứ chọn những cái comment khách hàng đó mình cứ kết bạn thôi. Của người này ít tương tác quá. Ví dụ của bạn này đi, ở Việt Nam đúng không? Ở Việt Nam có đây, bạn này đang kinh doanh thì các bạn muốn kết bạn với bạn này, bạn bấm vào chữ bình luận nè, rồi bạn sẽ xem những người họ bình luận bên dưới nè, bạn thấy người nào mình muốn kết bạn thì mình bấm vào, rồi mình bấm vào chữ thêm bạn bè thôi. Thế là xong, đó là cách mà mình kết bạn nhé. Các bạn cứ kết bạn thật nhiều vào và thường xuyên đi tương tác cho bạn bè của mình. Và các bạn đừng nên chấm, đừng nên thả còn một cái icon thôi, mà các bạn hãy dùng tâm của mình, các bạn comment một câu có liên quan đến cái hình của người ta đang đăng. Đây cái bài của người ta, các bạn nhìn xem. Bên đây các bạn cứ để là đứt và tê tê này, tương tác như thế này nè. Nó không có ý nghĩa gì cả, không có ai chú ý cả. Nhưng mà ai cũng để như vậy hết, nhưng mà bạn comment một câu xuống: wow, sản phẩm quá là tuyệt vời. Ồ, mình nhìn là mình thấy thích rồi đấy. Đó là bạn đã để lại ấn tượng cho người đọc rồi. Đó, bạn đã để lại ấn tượng cho cái người chủ trang Facebook này. Cho nên họ có thể là họ sẽ bấm vào trang cá nhân của bạn và họ xem bạn là ai. Và thứ hai, khi mà bạn kết bạn với mọi người xong, bạn có thể là tặng họ nguyên một tràng like. Đó là bạn like liên tục, like 4, 5, 6 like, like liên tục như thế này. Và bạn comment cho họ một vài comment bên dưới, thì ở cái dòng thông báo của họ sẽ hiển thị lên là anh Thư vừa like bài này, comment bài này. Họ thấy liên tục như thế, họ sẽ bấm vào trang của mình, họ xem mình là ai, tại sao mình like bài của họ nhiều như vậy. Đó là cách mà mình có thể tiếp cận khách hàng. Và khi mình kết tiếp cận với họ xong rồi đó, bạn có thể là liên hệ với họ qua Messenger. Bạn cứ gửi cho họ một cái tin nhắn là xin chào bạn này, hiện nay mình đang làm việc tại Đông Sơn này kia đó. Bạn có thể là chia sẻ cho họ cái cơ hội này, nếu mà họ hứng thú họ tìm đến mình. Còn không, nếu mà các bạn có thời gian thì mình cứ từ từ mình tương tác, mình làm quen. Xong rồi khi mà đến cái độ tuổi, đến cái độ mà bạn giao lưu, bạn biết là họ cũng đang cần một công việc đó, thì mình sẽ chia sẻ công việc cho mình cho họ. Ok, đó là cách mà mình tương tác trên Facebook nhé. Và còn một cái nữa là các bạn khi mà mình đăng bài đó, thì mình chú ý thời gian đăng bài của mình. Đó là không nên đăng quá nhiều về công việc, mà hãy xen kẽ giữa công việc và giữa cuộc sống của mình nhé. Và đăng bài thì đừng nên copy bài của người khác hết, mà mình hãy chỉnh sửa lại thành bài của mình. Nếu như mà các bạn không biết cách chỉnh sửa thì mình có thể lên Facebook, mình lên Google, mình tìm những câu nói hay, mình sẽ nói lên những cái, nhưng mà mình copy về là các bạn phải chỉnh sửa một chút để thành ý của mình. Có thể là một câu ngắn thôi, nhưng mà đó là những cái gì là của mình thì sẽ thu hút hơn. Còn nếu như bạn copy 100% một cái bài đăng, ví dụ như bài này của chị Yến rất là hay đúng không, mình copy cái bài này, người ta là nói về cái gì, bánh mì nướng đúng không, người ta đăng bài nó liên quan đến nhau. Còn mình copy như thế đó mà mình đăng lên, cái hình của mình
nó không có liên quan gì đến nhau, không cái hình với cái câu nói không liên quan đến nhau thì nó sẽ không có nhận được cái lượng tương tác cao. Đó, cho nên các bạn chú ý chỗ này nhé. Và ở đây thì sẽ chia sẻ các bạn cách mà mình đăng bài. Ví dụ ngày hôm nay các bạn đăng bài thì các bạn hãy nhìn cái giao diện trên Facebook của mình. Ví dụ như bạn đăng là tối đa không nên đăng quá 5 ảnh nha. Không nên đăng quá 5 ảnh. Ví dụ bây giờ mình đăng 5 ảnh này đi. Đây 5 bức hình đúng không? Đó. Các bạn nhìn 5 bức hình như thế này thì nó sẽ không có cái sự sắp xếp, nó không có được đẹp đúng không? Đó. Và các bạn sẽ xóa bớt đi một ảnh, các bạn xem cái giao diện của nó sẽ đẹp hơn đúng không ạ? Tại vì cái hình này của mình muốn nói lên cái gì thì nó sẽ hiển thị ở đây. Xong rồi ba cái hình nhỏ bên hông như thế này thì nhìn nó sẽ rõ nét hơn. Đó, mình phải trao đến cho khách hàng họ biết được là cái điều mình muốn trao đi. Chứ mình không nên là quá lạm dụng hình ảnh, mình đăng cùng lúc là 7, 8, 9, 10 hình. Đó, có bao nhiêu hình mình đăng hết lên thì nó sẽ để dấu cộng này, rồi cộng 3 như thế này nè. Mọi người họ lướt sang thôi, họ không có thời gian để họ chấm và họ xem mình đăng cái gì đâu. Cho nên là các bạn phải đăng như thế nào, mình phải xem cái giao diện trên Facebook, cái hình của mình chế độ là 16.9 hay là chế độ 1.1, chế độ 4.3 thì nó sẽ hiển thị 4 cái khung như thế này, 5 cái khung như thế này. Cho nên mình phải xem cái giao diện của mình mà mình muốn đưa lên á, là mình phải thể hiện được hết cho người khác họ lướt qua thôi. Họ chỉ cần lướt qua Facebook và họ thấy được những gì mình muốn nói thì sẽ thu hút hơn. Đó, bỏ bài viết. Ví dụ đây các bạn kéo xuống đi. Đây, bạn kéo xuống của thư các bạn tham khảo nha. Đây, ví dụ như mình muốn đăng nó, đăng một cái video thế này, bởi vì đây là chế độ là 16.9 mà chế độ đứng như thế này á thì nó sẽ chiếm cái diện tích rất là rộng. Cho đó là mình sẽ chọn 3 bức hình bên hông thôi cho nó hiển thị đầy đủ. Còn nếu như mà hình của mình nó là bức hình này đúng không? Nhưng mà chụp máy ngang thì 3 bức hình bên dưới nó sẽ hiện bên dưới như thế này. Đó, nếu mà mình chọn ở bên dưới là 4 tấm thì nó sẽ hiển thành là hiển thị thành 4 cái ô vuông, 5 cái ô vuông, nó sẽ không có đẹp được cái hình. Đó, cho nên là khi mà các bạn đăng bài lên thì các bạn phải xem được cái giao diện Facebook của mình nhé. Ví dụ như cái bài đăng này đi, nếu mà Thư chọn cái chế độ này, đó là hai cái hình bên dưới thôi nó sẽ hiển thị đẹp. Còn nếu mà Thư chọn mà 3 bức hình thôi là nó sẽ hiển thị không có được đẹp rồi. Đó là cách mà chúng ta đăng bài. Ở đây nữa thì các bạn có thể là trước khi đăng bài lên Facebook đó, bạn bấm vào chữ bạn đang nghĩ gì nè. Ở đây thì chúng ta có thể đăng bằng nền màu. Nền màu là bạn đăng bằng những câu nói mà ngắn ngắn thôi đó. Những câu nói ngắn ngắn thôi nó sẽ hiển thị màu thế này. Mà một bài đăng của mình mà cái chữ quá nhiều đó thì nó sẽ không có hiển thị nền màu nữa, mà nó sẽ hiển thị sang là cái văn bản bình thường. Đó. Rồi cách thứ hai là các bạn có thể là chọn ảnh nhé. Chọn ảnh, ví dụ bây giờ bạn đưa lên ảnh đi, đó, 3 ảnh. Rồi bây giờ bạn muốn là trước khi mình đăng bài thì mình chỉnh sửa ảnh của mình cái nhé. Bạn chạm tay vào ảnh của mình, bạn bấm vào chữ chỉnh sửa. Ở đây thì sẽ có cái gì ạ? Đầu tiên đó là cái hình này thì đó là mình có thể biểu tượng cảm xúc này kia mình đưa lên. Đó, có chỗ nào mình cần che, cần gì đó mình có thể đưa lên này. Rồi hoặc là mình muốn viết chữ gì đó, A, B này, đó là mình viết chữ nhé. Mình viết chữ lên, mình có thể viết một câu danh ngôn này kia lên cũng được. Đây, ví dụ câu này đi. Rồi chọn màu, rồi chạm tay vào, rồi chọn cái này, chữ A, chữ B này, đó là phông chữ này. Đó. Còn đây là canh, qua trái, qua phải hay chính giữa. Rồi xong rồi bạn muốn chọn cái này thì bạn chạm tay vào, bạn kéo, bạn đưa cái này lên thôi, lớn nhỏ tỉ mình chỉnh. Đó, đưa lên đây. Rồi cái này, cái biểu tượng thứ ba là cái biểu tượng mà cái cây mà ngôi sao này, đó là đổi cái phông nền. Đó, bạn có thể chạm vào đây, đổi những cái nền hoặc là cái viền này kia đó. Đấy, đó là chúng ta có thể là chọn được cái này. Đấy, trước khi đăng lên thì các bạn có thể là chỉnh sửa chút xíu tùy theo ý của mình thích. Và nếu như mà điện thoại á, thì cái chỗ mà hình cái biểu tượng này đầu tiên đó là ở đây nó còn có một cái chỗ là mình có thể lấy được hình ảnh trong cái trang cá nhân của mình nữa. Trong hình ảnh trong album của mình á, các bạn chạm vào bạn lấy một hình, các bạn có thể là dán lên đây luôn cũng được. Còn xong rồi thì mình bấm chữ tiếp. Rồi xong, bấm chữ xong là mình đăng bài lên thôi. Rồi viết nội dung lên rồi đăng bài lên, là vừa có chữ vừa có thông tin này kia thì rất là đẹp đúng không ạ? Những cái chỗ nào mà mình chụp mà không được đẹp đó, bị lỗi đó thì mình cứ có thể là dùng những cái icon này nè, hoặc là chữ đó mình chèn lên cho đẹp đi. Đó là ok, bạn chọn đăng bài nhé. Như vậy là xong. Và các bạn lưu ý là chúng ta không nên đăng quá nhiều nội dung trong một Facebook nhé. Nếu như các bạn đang bán hàng online này, bạn đang bán nhiều mặt hàng đó thì các bạn hãy nên tạo những Facebook riêng. Face này là bạn muốn bán là về sản phẩm dầu gội đầu thì bạn sẽ là face này. Còn face kia bạn muốn kinh doanh về kỹ thuật số, còn face này bạn muốn kinh doanh về của Đông Sơn thì các bạn hãy tạo riêng những Facebook nhé. Bởi vì nếu ngày hôm nay mà các bạn đăng cùng lúc là 3-4 công việc vào chung một cái Facebook thì người khác họ vào họ thấy là mình kinh doanh cùng lúc quá nhiều công việc như vậy thì cái thời gian phân bố của mình
mỗi một nơi một chỗ, mỗi một chỗ một chút, mỗi một chỗ một chút sẽ không thi được cái sự chuyên nghiệp của mình. Cho nên các bạn có thể là chịu khó là mình có thể là tạo thêm nhiều Facebook để mình quản lý được công việc của mình các bạn nhé. Đó, và các bạn là chú ý là khung giờ chúng ta đăng bài và cách mà chúng ta đăng bài thì phải thường xuyên liên tục đổi mới. Đó là có những cái bài đăng là về truyền năng lượng này, trao giá trị này. Đó, và không nên đăng là chỉ mỗi là công việc không nhé. Các bạn hãy xem cái cách mà chúng ta đăng bài. Đó, và điều quan trọng hơn là các bạn khi mà kết bạn rồi đó thì các bạn hãy dành thời gian ra để mà mình tương tác, mình nói chuyện với bạn bè của mình. Đó, mình tương tác với khách hàng của mình. À, khách hàng cũ này và bạn bè thân của mình này và bạn bè mà lâu năm mà không gặp này, chúng ta hãy cứ thường xuyên giữ liên lạc. Và bạn bè mà mới trên Facebook này, chúng ta cũng hãy thường xuyên liên lạc luôn. Và sau đó là các bạn hãy dành thời gian ra mình lọc lại danh sách bạn bè của mình. Ví dụ như là những bạn bè mà lâu rồi mà họ không có tương tác gì với chúng ta đó thì các bạn hãy lọc đi nhé. Ở đây các bạn có thể lọc bằng cách này. Thứ nhất là các bạn sẽ bấm vào chữ là tất cả bạn bè. Ở đây nó sẽ có chữ là sắp xếp. Đó, các bạn có thể là chọn theo mặc định. Mặc định đó là những người thường xuyên mà họ mới á, những người mà mới kết bạn với mình đó nó sẽ nằm bên trên thôi, hoặc là những người thường xuyên tương tác nó sẽ nằm bên trên. Các bạn sẽ chọn sale là bạn bè mới nhất trước tiên này. Đó, là bạn sẽ thấy được cái list danh sách bạn bè mới đúng không? Và bạn muốn tương tác với người bạn nào, bạn muốn liệt kê họ vào khu vực nào thì các bạn hãy nhớ liệt kê danh sách khách hàng rõ ràng cụ thể ra nhé. Rồi các bạn có thể là chọn chữ sắp xếp, bạn chọn là bạn bè lâu năm nhất trước tiên. Đây là những người đã kết bạn với mình rất là lâu rồi mà bạn cứ lướt bạn xem nhé. Có nhiều người là họ đã không còn xài Facebook này nữa, là cái hình đại diện của họ là một màu đen đó, thì các bạn hãy đừng ngần ngại mà hãy xóa đi. Đó, ví dụ những người nào mà bạn lướt đi mà bạn thấy là họ chưa hề tương tác với mình lần nào cả, và bạn kéo vào bạn xem thử trang cá nhân của họ, bạn thấy là họ đăng bài hồi là năm 2018 luôn đấy, có nghĩa là fan này là rất là lâu rồi, họ không còn sử dụng nữa, thì chúng ta hãy hủy đi nhé. Bạn bấm là hủy kết bạn, nó xóa đi để chúng ta dành chỗ cho những bạn bè mới chúng ta, cho những khách hàng mới. Đó, các bạn hãy dành thời gian ra, mỗi ngày là dành ra khoảng là 20 phút để chúng ta là xem lại, lọc lại danh sách bạn bè của mình, và chúng ta kết bạn xong hãy dành thời gian tương tác nha. Bởi vì nếu mà chúng ta không phải là một người nổi tiếng, cho nên không phải là mình kết bạn xong rồi họ tự động họ tìm đến mình, họ hỏi thăm mình đâu, mà mình phải tự đi tìm khách hàng thôi. À, các bạn phải chịu khó, không phải ngày hôm nay là các bạn dành thời gian ra bạn hỏi thăm 5-10 người không ai trả lời với mình trơn á, xong mà mình nản quá, nó chỗ sao kỳ quá, không ai trả lời với mình trơn á, mình có đi làm phiền người ta hay không? Mình cứ tự tin mình đi giao lưu, mình đi chào buổi sáng, mình đi chúc những câu này câu kia rồi mình tương tác khách hàng. Hoặc là bạn có thể là gửi lời luôn, giới thiệu là mình đang làm ở Đông Sơn đó, mình gửi luôn một cái văn bản để mình tiếp cận khách hàng. Các bạn cứ hành động nhiều sẽ cho ra kết quả thôi. Chúng ta hãy dẹp bỏ giới hạn của bản thân mình, dẹp bỏ sự sĩ diện đi nhé. Đó là cách mà các bạn sẽ trang trí lại trang Facebook của mình, và cách mình đăng bài, cách mình tương tác khách hàng, cách mình làm thế nào để chúng ta kết được nhiều bạn bè tiềm năng nhé. Đó là một cách để mình tương tác. Xong rồi nữa tôi sẽ quay thêm những video clip để giới thiệu, hướng dẫn các bạn cách đó là mình phát quảng cáo. Ok.